đi. Cô đây bạn thấy đánh giảm được không? Oh.
lâu.
con phải đợi xuống rồi con mới kéo được. Để cậu có thời gian. Để nấu mà giữ vô. Thank you.
cái clip mà cô bánh với chú Huy và bánh quen đó, tôi thấy cô bị một cái sai cơ bản là cô bánh với cái tay thì thắng luôn, không có chừa ấy. Còn chú Huy cũng có thấy mà chú Huy chừa một khoảng, cho nên là bóng chú Huy đi thì tốt hơn, chú Huy chừa một khoảng được không. Còn cô bánh là chừa thắng luôn, chừa bánh cũng được nhưng mà nhìn nó xấu không?
đúng rồi, khi mà đánh đau cô bắt lại rồi ngày nào thì một lần phải môi lên. Con đưa bên đây nè, cô giật môi bên đây. Nếu mà tận lợi thì con đánh luôn chứ không cần nói đâu. Còn nhiều thứ hết.
Thank you.
lúc sáu